chào quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bộ sưu tập nữ trang đắt giá của nữ diễn viên điện ảnh lừng danh Elizabeth Taylor cùng với quần áo và những kỷ vật của bà được bán đấu giá trong 4 ngày. Dân chúng đã lũ lượt kéo nhau tới xem trước khi những người giàu dự mùa đấu giá. Lúc đầu, công ty đấu giá ước tính trị giá bộ sưu tập này chừng 50 triệu đô la, nhưng mới ngày đầu tiên đã thu về 115 triệu đô la. Mời quý vị cùng chúng tôi thưởng lãm bộ sưu tập quý giá này trong video phóng sự sau đây. You will therefore assume the position of a suppliant before this throne. Cô là một ngôi sao sáng chói. You will kneel. Có nhiều người nghĩ cô là một trong những diễn viên kiệt xuất cuối cùng của Hollywood. Trong sự nghiệp lâu dài vượt ra khỏi khuôn khổ bình thường, Elizabeth Taylor đã đóng trên 50 cuốn phim. You can't afford to waste good liquor. Và có tới 7 ông chồng. Phần lớn những người này, nhất là hai người mà bà yêu thương nhất, Richard Burton và Mike Todd, đã tặng cho cô những món nữ trang đắt giá gây sửng sốt. Một số những món trang sức đó được giao cho công ty Christie tại New York bán đấu giá. Vụ đấu giá với nhiều người tranh đua chỉ để mua bất kỳ một món gì rất sôi nổi. Tuần lễ trước vụ đấu giá, hàng ngàn người trả tiền để vào xem bộ sưu tập. Đối với tôi và nhiều người khác, Elizabeth Taylor có nghĩa là điện ảnh, hôn nhân và bạc triệu. Không thể tưởng tượng được là có những chiếc áo lộng lẫy đến thế, rồi lại còn kèm thêm những món nữ trang to lớn đắt giá như thế này. Thật là choáng ngợp. Kim cương, hồng ngọc, bích ngọc có đẹp đến đâu chăng nữa, không có thứ nào sáng chói hơn nhan sắc của cô. Ông Mark Porter, chủ tịch của công ty bán đấu giá Christie's America, gọi đây là bộ sưu tập huy hoàng nhất mà công ty đã được giao bán trong vòng 20 năm nay. Đây là bộ sưu tập nữ trang lộng lẫy nhất thế giới và hiện đã được trưng bày cho công chúng xem. Nó cũng là một trong số những bộ sưu tập thời trang quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông Porter cho biết Elizabeth Taylor đã cất giữ tất cả những nữ trang này ngay ở nhà tại Beverly Hills. Công ty Christie phải mất đến 6 tháng để phân loại và xếp vào danh mục bộ sưu tập. Một trong những món quý giá nhất là chiếc vòng đeo cổ với viên ngọc trai từ thế kỷ thứ 16, chung quanh ráp những viên hồng ngọc và kim cương do công ty nữ trang Carter và chính cô thiết kế. Với 50 carat, đây là món nữ trang đắt giá nhất được bán trong đêm đấu giá đầu tiên, gần 12 triệu đô la. Ông Brasherlock thuộc công ty Christie Canada nói viên ngọc trai được tìm thấy tại vịnh Panama 400 năm trước và là món nữ trang lừng danh trong hơn 200 năm. Rồi sau đó nó được bán cho một người Mỹ, rồi lại được đem bán đấu giá và Richard Burton mua năm 1969 với cái giá khoảng 32.000 đô la. Burton còn tặng cho Taylor chiếc nhẫn nhận viên kim cương 33 carat, chiếc nhẫn được bán với giá 9 triệu đô la. Ngôi sao nhạc pop Michael Jackson, một người bạn của Taylor, cũng tặng quà cho cô nữa, như chiếc vòng cổ với đôi bông tai cùng một bộ, cũng được đem bán đấu giá. Bộ sưu tập này rất lớn với những nữ trang nhận kim cương và các ngọc quý khác, như chiếc vòng cổ Taj Mahal, nạm kim cương và ngọc thạch, làm từ cuối thế kỷ thứ 17, đã được bán với giá 8,8 triệu đô la, một kỷ lục đấu giá thế giới cho một món trang sức của Ấn Độ. Những quần áo được đem bán đấu giá cũng nói lên sở thích về thời trang của Taylor, gồm một áo dạ hội lộng lẫy và những áo khoác của hiệu thời trang Versace. Chiếc áo khoác này trị giá 20.000 đô la. Lại còn những giỏ sách của nhà Hermes và ví cầm tay của Chanel. Bà Meredith Etherington Smith phụ trách bộ sưu tập thời trang của Taylor. Bà nói Taylor tự trả cho mọi thứ, không giống như nhiều diễn viên nổi tiếng hiện nay. Đây không phải là quà của các nhà thời trang tặng cho cô. Cô đã viết chi phiếu trả tiền và đây là tủ quần áo do tự tay cô mua sắm. Ngay trong năm đấu giá đầu tiên, số thu đã hơn gấp đôi dự đoán của công ty Christie. Sau 4 ngày đấu giá và trừ chi phí, số tiền còn lại sẽ được đưa vào quỹ tài sản của Taylor với một phần được sung vào Hiệp hội Phòng chống AIDS Elizabeth Taylor. Đến với voatiengviet.com để xem các video tin tức và phóng sự, tương tác với độc giả khắp nơi, trực tiếp thảo luận trong tạp chí Thanh Niên, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều, thông tin để tiến bộ.